Xin chào các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại trước mặt mình đây đó chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt số tự động màu đỏ. Thì trong video này mình xin giới thiệu đến các bạn giá xe của tháng 12/2022 cũng như là chương trình quà tặng của nhà máy và đại lý cho quý khách hàng có thể là mua xe để đón Giáng sinh, đón Tết và đi gia đình để tránh cái rét trong mùa đông này. Thì giá xe đến thời điểm này mình xin khẳng định Accent là tốt nhất năm kể từ đầu năm 2021 đến bây giờ. Accent phiên bản đặc biệt bên mình giá niêm yết là 545 triệu nhưng hiện tại chính sách giá bán nhà máy đang hỗ trợ cho đại lý cũng như là đại lý và nhà máy đang hỗ trợ cho khách hàng có thể giảm giá từ 35 lên đến 40 triệu đồng và có những quà tặng phụ kiện như là phim cách nhiệt Nissan của Mỹ, bảo hành 10 năm, trải sàn da và bọc vô lăng da. Và phần quà tặng cho khách hàng khi mà khách hàng mua xe trong tháng 12 này đó là một chiếc máy tính bảng của Samsung phục vụ cho cái việc giải trí, và đấy là cũng là quà tặng điện tử trong gói quà tặng của Hyundai cho khách hàng. Về phần màu xe thì các bạn sẽ bên mình sẽ có những cái màu sẵn giao như là màu trắng, màu đen, màu đỏ. Nói chung là tất cả các màu bên mình đều có thể giao được cho khách hàng trong tháng 12 này. Và mình xin lưu ý là chương trình chỉ có áp dụng đến hết tháng 12 thôi ạ. Đấy, Accent sẽ có những cái công nghệ nổi bật trong phân khúc xe hạng B. Đó là hệ thống đèn tự động, hệ thống đèn chiều góc hỗ trợ khi vào cua này. Rồi sẽ có những cái thiết kế rất là đẹp phần đầu xe như là cản trước mạ chrome khói, lưới tản nhiệt cũng được mạ chrome khói, phần gạt mưa tự động cũng được trang bị. Về phần gương chiếu ngoài, chúng ta sẽ có sấy gương và gương chỉnh điện. Chúng ta sẽ có mở khóa bằng nút bấm trên tay lái, tay nắm cửa. Rồi phần cốp thì được trang bị là cốp điện, có hỗ trợ là tự động mở cốp và mở cốp bằng chìa khóa. Đây là cái tiêu thụ nhiên liệu, thì Accent đi đường trường tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,8, mình cứ gọi là 5 lít trên 100 cây. Đường đô thị thì khoảng 8 lít và đường kết hợp thì khoảng 6,2 đến 6,5 lít thôi. Bên trong phần nội thất của Accent phiên bản đặc biệt, chúng ta có vô lăng bọc da, có điều hòa tự động, chúng ta sẽ có màn hình giải trí trung tâm với kích thước đó là 8 inch. Đó, chúng ta sẽ có cửa sổ trời cho phiên bản đặc biệt cũng như là đèn nổ từ xa cho cả hai phiên bản số tự động. Đằng sau này chúng ta sẽ có khoang hành ghế phía sau rộng rãi với cửa gió điều hòa tùy chỉnh và có sạc một cái cổng sạc để cho các bạn thể phục vụ việc giải trí được tốt hơn. Với cái mức giá bán tại đại lý chỉ hơn 500 triệu thì Accent phiên bản đặc biệt lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang khoảng chưa đến 570 triệu, chỉ khoảng 565 đến 568 triệu thôi. Đó, rất là rẻ. Thời điểm này mua xe cực kỳ là tốt. Thì các bạn quan tâm đến Hyundai Accent và các dòng xe Hyundai khác thì xin lòng liên hệ số điện thoại mình để ở trên màn hình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ channel của Hùng Xe Hơi. Mong các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh và góp ý dưới comment bình luận. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.